Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày 30 Tết, chúng ta sắp sửa bước sang năm mới Quý Mão. Có lẽ các gia đình cũng đang tất bật chuẩn bị những mâm cơm tất niên và quây quần bên gia đình, người thân. Thời tiết của ngày hôm nay khá tạnh ráo, phù hợp cho các hoạt động mua sắm hay chuẩn bị đón năm mới của mọi người. Nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 24 độ C. Còn thời tiết đêm nay, đêm giao thừa. Quý vị lưu ý, đêm nay khoảnh khắc chia tay năm cũ và đón chào năm mới, trời sẽ se lạnh và có mưa xuân. Quý vị tham gia các hoạt động ngoài trời để chào đón năm mới, đừng quên mặc thêm áo ấm để vừa có thể thưởng thức những chương trình nghệ thuật, những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp, vừa đảm bảo sức khỏe để tham gia các hoạt động khác trong dịp Tết. Sang đến ngày mai, ngày đầu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời tiết ngày đầu năm mới rất đẹp, ban ngày trời có hửng nắng yếu, phù hợp cho các hoạt động du xuân đầu năm. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ C. Quý vị nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đây dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nhiều mây, hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi có mây, có nắng yếu, đêm và sáng trời rét. Thị xã Đức Phổ, mây thay đổi, trời tạnh ráo, đôi lúc có nắng, đêm và sáng trời lạnh. Thị trấn Ba Tơ, nhiều mây, nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét. Lý Sơn, nhiều mây, nắng yếu, đêm và sáng trời lạnh. Chuyển sang thông tin về thời tiết biển. Ngày cuối năm, khi nhà nhà trên khắp mọi miền đất nước đang sum vầy đón Tết cổ truyền, giữa biển khơi, các ngư dân vẫn đang miệt mài bám biển và đón giao thừa trên biển. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, bà con lưu ý trong đêm nay và ngày mai, trời ít mưa nhưng có gió mạnh ở mức cấp 6, cấp 7 và cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 4,5 m, biển động. Còn khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng cao từ 2 đến 3,5 m, biển động mạnh. Trời còn có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực từ Bình Định đến Cà Mau ra phía tây huyện đảo Trường Sa. Trong đêm nay và ngày mai, gió tiếp tục mạnh ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, biển động. Trời còn có mưa rào rải rác. Quý vị cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm. Vùng biển có thời tiết tốt nhất trên cả nước trong đêm nay và ngày mai là khu vực từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi. Có gió hoạt động ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao không quá 3 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu. Thời tiết trong đêm nay và ngày mai cũng ổn định. Gió hoạt động ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao từ 1 đến 2 m, trời không mưa, có nắng. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai, ngày 22 đến ngày 23 tháng 1 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết tốt dần lên. Nhiều nơi trời hửng nắng, thuận lợi cho các hoạt động Tết của mọi người. Từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2023, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mưa nhiều nơi trở lại. Quý vị chú ý để sắp xếp công việc phù hợp. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, trời rét cả ngày với mức nhiệt duy trì từ 17 đến 21 độ. Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Đà Nẵng có mây, hửng nắng yếu, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Lâm Đồng trời có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, trời nắng ráo, nắng mạnh, chỉ số UV cao, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.